Trải qua hơn 4 tháng lên ý tưởng và thực hiện dự án, các thí sinh người nhân văn khởi nghiệp mùa 2 đã thể hiện cho ban giám khảo thấy được tài năng, niềm đam mê và nỗ lực không ngừng nghỉ để hiện thực hóa ý tưởng của mình. Cuộc thi thu hút sự tham gia của sinh viên, học viên cao học đến từ hơn nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố với 25 ý tưởng dự án tranh tài. Nhằm giúp cho các đội thi chuẩn bị tốt hơn cho các dự án của mình, ban tổ chức đã triển khai các hoạt động như tập huấn chủ đề mô hình kinh doanh và xây dựng phương án tài chính có sự tham gia hướng dẫn của ông Trịnh Minh Cường, nhà sáng lập Happy Young House. Tại buổi tập huấn, chuyên gia cũng đã hướng dẫn cho các thí sinh lập phương án quản trị rủi ro, xác định mô hình kinh doanh B2B, B2C hay B2G. Cách tăng doanh thu, giảm chi phí, huy động nguồn vốn cũng như phương pháp trình bày dự án của mình cho các vòng thi. Các đội thi được trao đổi và thảo luận với chuyên gia để hiểu rõ hơn về quá trình khởi nghiệp và sử dụng nguồn tài chính một cách hiệu quả. Cũng trong khuôn khổ cuộc thi, chương trình tham quan và trải nghiệm tại Sun One Innovation Center được diễn ra trong không khí phấn khởi, hào hứng của các thí sinh. Tại đây, các đội thi sẽ được tham quan trải nghiệm không gian làm việc hiện đại của tập đoàn Sun One, nơi kích thích ý tưởng và mang lại nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo, được gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia về câu chuyện khởi nghiệp, sự hỗ trợ và đồng hành, cùng những dự báo tiềm năng cho các dự án trong tương lai. Bán kết cuộc thi diễn ra vào ngày 19 tháng 2, với sự tranh tài của các dự án xuất sắc vượt qua vòng đón nắng. Tại vòng bán kết, ban giám khảo cũng đã khuyến khích các thí sinh tham khảo, trải nghiệm thêm nhiều mô hình, dự án trong và ngoài nước để rút kinh nghiệm, sửa đổi, biến kế hoạch thành hiện thực, trở thành một startup thực sự. Hành trình cuộc thi Người Nhân Văn Khởi Nghiệp mùa 2 với nhiều cung bậc cảm xúc đã có một cái kết trọn vẹn vào ngày 25 tháng 2 năm 2023 vừa qua. Vòng chung kết cuộc thi Người Nhân Văn Khởi Nghiệp mùa 2 đã chứng kiến sự trưởng thành, tự tin và bản lĩnh của các thí sinh thông qua những dự án mang đậm tính nhân văn. Các bạn thấy là cái khuynh hướng mà trước đây khoảng vài chục năm á, thì học khối A là toán lý hóa hoặc làm kỹ sư hoặc kinh tế thì có thể khởi nghiệp. Nhưng bây giờ thì rõ ràng thay đổi rất là nhiều. Nếu các bạn thấy là ChatGPT đó, đó là sự kết hợp lý tưởng rất là hay giữa một cái ban mà gọi là ngày xưa mình gọi là ban tự nhiên và ban xã hội. Bởi vì nếu không có những cái kiến thức xã hội đó thì nó không thể hình thành nên ChatGPT, cái mà hiện nay đang rất là nổi trội đó. Cho nên anh nghĩ là những cái cuộc thi này xét về ý nghĩa là một cái cuộc thi mà nó mang được cái màu sắc và hơi thở của thời đại. Cho nên là khi anh tham gia cuộc thi này, anh thấy rất là tự hào là một cái sinh viên của trường, cựu sinh viên của trường, và đóng góp được vào trong cái sự thành công của cuộc thi. Và mà anh mong rằng là sắp tới những cuộc thi kiểu như thế này là mình phải duy trì hàng năm. Kết quả chung cuộc đối với bảng hạt giải nhất thuộc về nhóm Chư Linh với dự án Student Interpretation Service. Giải nhì thuộc về Ad Factors với dự án JobTech. Giải ba thuộc về Flip với dự án Digital Library. Và giải khuyến khích thuộc về nhóm Dù Gì, mô hình không gian trải nghiệm khám phá tâm lý. Đối với bảng bầm, giải nhì thuộc về nhóm The Angels với dự án Love Ladies. Đây cũng là dự án đạt giải cao nhất của bảng hạt. Giải 3 thuộc về nhóm Mono với bột mặt nạ Mono và giải khuyến khích thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Hoàng với dự án Orange Art. Các dự án khởi nghiệp từ sinh viên năm nay đều có đặc điểm chung là đều tạo ra, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Du lịch, công nghệ, giáo dục, hỗ trợ sức khỏe tinh thần, sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Các đội thi cũng đã đem đến cuộc thi những dự án độc đáo, mới lạ và có tính thiết thực cao, tạo nên một Người Nhân Văn Khởi Nghiệp mùa 2 hoành tráng, bùng nổ và đầy ấn tượng. Vượt qua rất nhiều trở ngại của khởi nghiệp hậu đại dịch, nhất là nhận thức về khởi nghiệp thay đổi căn bản, không rầm rộ như trước, Người Nhân Văn Khởi Nghiệp mùa 2 đã hoàn tất chặng đường kiến tạo không gian sáng tạo cho các bạn trẻ từ nhiều trường đại học, thực hiện sứ mệnh của mình đó là đồng hành, dẫn dắt và phát huy các thế mạnh của sinh viên, giúp các bạn hoàn thiện những dự án mang lại giá trị cho cộng đồng, thể hiện trách nhiệm của người trẻ đối với sự phát triển của xã hội. Về cảm xúc của mình sau cuộc thi này thì thật sự là mình rất bất ngờ, bởi vì không ngờ là dự án của chúng mình vẫn còn nhiều thiếu sót như vậy nhưng mà vẫn có thể đạt được giải nhất. Và đồng thời cũng sau cái cuộc thi này thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến 4 người bạn tham gia cùng mình, tại vì nhờ những người bạn của mình thì mình mới có thể đi sâu và được đến như thế này và đạt được một giải thưởng cao nhất của cuộc thi. Đồng thời thì mình cũng xin cảm ơn gia đình của mình vì đã luôn ủng hộ và bên cạnh mình ạ. Nhóm chúng em là nhóm Chilling, dự án Still IS,
Student Interpretation Service trong cuộc thi Người Nhân Văn Khởi Nghiệp. Yeah! Khi đến với chương trình Người Nhân Văn Khởi Nghiệp lần thứ hai này, em cảm thấy bản thân mình một lần nữa lại trưởng thành hơn rất là nhiều. Và tin chắc rằng trong tương lai em sẽ triển khai dự án Love Lady để trở như một lời cam kết với em với chương trình rằng là em sẽ trở thành một người thành công khi bước ra từ chương trình Người Nhân Văn Khởi Nghiệp. Mình là Hương Duyên. Mình là Yến Anh. Mình là Kim Ngân. Chúng mình là The Angels với dự án Love Ladies tại Người Nhân Văn Khởi Nghiệp